Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân khi biểu quyết những vấn đề hệ trọng của địa phương. Để thực hiện được sứ mệnh, đáp ứng kỳ vọng của cử tri gửi gắm, từng đại biểu Hội đồng nhân dân phải luôn lắng nghe, thấu hiểu cử tri, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, làm dịu đi những bức xúc trong nhân dân. Bà Phạm Ngân Hà, đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh thành phố trong phóng sự sau là một điển hình như thế. Sau nhiều năm mòn mỏi mong chờ, mới đây 17 hộ dân ở dãy nhà Nam A, tổ 14, phường Pom Hán đã nhận được quyết định giao đất di rời khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm. Để có được niềm vui này cho người dân, thời gian qua Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có đại biểu Phạm Ngân Hà, luôn nắm bắt, truyền tải những khó khăn bức xúc của cử tri, nhân dân đến với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết. Bây giờ thì nói chung là có hồ sơ làm rồi cháu ạ. Được hồ sơ làm xong bây giờ có giấy để đi đóng thuế. Con dân có phấn khởi không? Có chứ. Các nội dung kiến nghị của cử tri sau khi được giải quyết cũng được đại biểu Phạm Ngân Hà và các đại biểu kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, đảm bảo các nội dung giải quyết thấu đáo, triệt để, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Đồng chí Phạm Ngân Hà thì đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp thì là trong thời gian qua rất là quan tâm đến nhân dân trực tiếp mà giám sát và cùng xem con đường và kiến nghị lên trên đã giải quyết được con đường là nhân dân là rất phấn khởi. Với trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cử tri, đại biểu Phạm Ngân Hà đã luôn tích cực tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Lào Cai, thẳng thắn chất vấn lãnh đạo các sở ngành của tỉnh về nhiều nội dung mà cử tri quan tâm. Đại biểu Phạm Ngân Hà đã tham gia 20 hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp và tiếp xúc chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bản thân tôi cũng rất là nhiều lần đặt vị trí của mình vào vị trí của cử tri để thấy rằng là vấn đề mà cử tri phát biểu đấy nó như thế nào, nó có đúng là bức xúc hay không và cần giải quyết ở đâu như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hơn và cũng sẽ quyết liệt hơn trong cái việc là đeo bám các nội dung mà cử tri đã kiến nghị. Chí Phạm Ngân Hà cũng là người mà theo rất là sát các cái ý kiến của cử tri về các cái lĩnh vực mà người cử tri quan tâm, đóng góp hết sức là quan trọng trong cái công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri của các cấp các ngành của tỉnh và thành phố. Bằng sự chân thành lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, đại biểu Phạm Ngân Hà luôn nhận được sự tin yêu của cử tri và quần chúng nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.